Năm 2019 đến 2020, Hà Nội sẽ cấm xe máy theo giờ hoạt động trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn từ vành đai 3 đến đường Láng Vào, tuyến Xuân Thủy, Cầu Giấy. Sau năm 2020, sau khi tuyến đường sắt đô thị 3A đi vào hoạt động, xe máy cũng bị cấm vào giờ cao điểm. Một số đoạn tuyến phố khác như Giải Phóng, đường Nguyễn Văn Cử, đường Lê Văn Lương và tuyến Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cũng được nghiên cứu thí điểm cấm xe máy. Nghị quyết 04 đã nêu chỉ ra rất rõ trong cái chương trình của mình là từ năm 2017 đến năm 2030 chúng ta phải nghiên cứu đề án xây dựng lộ trình. Và trong chúng tôi mong muốn là chúng ta sớm xây dựng lộ trình, sớm công bố cái lộ trình này lên chứ không phải sớm dừng cái hoạt động xe máy. Theo lộ trình giai đoạn 2021 đến 2025, khu vực bảo tồn cấp 1 mở rộng gồm Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Phùng Hưng cũng dự kiến cấm xe máy hoạt động từ 19 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật hàng tuần. Có thể nói, ùn tắc giao thông cũng là điểm nghẽn phát triển kinh tế xã hội. Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải cho biết, ùn tắc gây thiệt hại cho thành phố Hà Nội mỗi năm khoảng từ 1 đến 1,2 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, về mặt xã hội, sức khỏe người dân đô thị đang bị ảnh hưởng vì chỉ số ô nhiễm không khí gấp hơn 5 lần so với quy định. Ùn tắc giao thông chính là thủ phạm thiệt hại hơn 1 triệu giờ lao động mỗi năm. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng việc đưa ra các giải pháp chống ùn tắc cần phải làm quyết liệt. Thì đấy, mà thế là đã làm cái gì thì quyết tâm cứ làm đi đã. Thế cứ làm, trong quá trình làm nó có gì sai chẳng hạn, hay chưa phù hợp ta sửa. Chứ còn cứ dần giữ đưa ra bao nhiêu việc này, rồi cuối cùng cũng chả làm cái gì cả. Tại vì không bao giờ có thống nhất được mọi người cả. Để giải quyết nhanh chóng, không bị ùn tắc, không để người dân lúng túng trong vấn đề chuyển trung chuyển, thì các loại phương tiện nào, kể cả phương tiện cá nhân, có thể đáp ứng được bao nhiêu, tính toán như thế nào, thì theo tôi nghĩ tức là cái này phải đi vào khảo sát. Nâng cấp hơn vấn đề quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước tức là gì? Là vấn đề quy hoạch, vấn đề tầm nhìn, vấn đề ứng dụng giao thông thông minh, vấn đề sử dụng giao thông thông minh để điều khiển dòng xe, làm thế nào cho nó lưu thông, nó kết nối để người dân đi lại thuận lợi. Cái đó cũng rất quan trọng. Nguyên nhân dẫn đến ùn tắc thì có rất nhiều. Trong đó, mật độ xây dựng chung cư cao tầng khiến mức độ quá tải về hạ tầng ngày càng trầm trọng. Việc các phương tiện cá nhân tăng nhanh theo cấp số nhân cũng là nguyên nhân dẫn đến ách tắc. Nếu không có giải pháp đồng bộ, khoa học để giải quyết vấn đề này, thì việc cấm xe máy sẽ không có hiệu quả.